Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món thịt kho hạt rẻ nhé. Các bạn sẽ dùng cho mình 500g thịt vai ạ, mình hoặc là dùng thịt ba chỉ các bạn nhé, tùy theo chúng ta. Và các bạn sẽ cho mình 300g hạt rẻ, các bạn sẽ chia nó ra để mình đem đi mình luộc ấy, để sau đó mình bóc cho nó dễ nhé. Cái phần hạt rẻ mình sẽ bóc ra nhé. Một bát nước dừa, hành thơm, một nhánh hoa hồi, một ít ớt các bạn nhé, hành lá và các gia vị thì mình sẽ nói sau. Trước tiên cái phần thịt này các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Mình kho ấy, cho nên là mình sẽ thái miếng thịt nó độ 2cm các bạn ạ. Mình thái để mình ướp cái phần thịt này trước các bạn nhé. Thịt thì các bạn mua về chúng ta lên rửa bằng nước muối đi nhé, cho nó sạch sẽ đi ạ. Ngâm đi khoảng 20-30 phút, sau đó thì mình sẽ thái ra. Thịt xong rồi các bạn sẽ ướp cho mình nhé, bột canh ạ, thìa bột canh, chút hạt tiêu, một ít nước mắm nữa nhé. Các bạn đảo đều lên cho mình ướp khoảng 20 phút ạ, thì sau đó mình sẽ đem đi để mình kho. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ bóc cái phần hạt rẻ ra. Hạt rẻ thì các bạn chia ra cho mình và mình luộc khoảng 10 phút các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ bóc ra. Hạt rẻ thì hơi ấy một chút, hơi khó bóc một chút, hơi chín ạ. Cái công đoạn bóc hạt rẻ nó hơi lâu một chút các bạn ạ. Mình phải bỏ bóc hết được cái lớp lụa này ra nhé, không có khi mình ăn ấy, nó sẽ cứng ạ. Nhiều chất xơ quá khó tiêu đấy ạ. Các bạn bóc hết cho mình như thế này nhé, sau đó thì mình sẽ kho. Các bạn cho mình nồi lên bếp và mình cho vào đây khoảng 2 thìa canh dầu ăn nhé. Một thìa canh đường để làm nước hàng ạ. Mình làm đến khi nó có màu cánh gián đẹp thì thôi nhé. Đây ạ, khi đường có màu cánh gián đẹp như thế này rồi, các bạn sẽ cho mình cái phần hành thơm và hoa hồi vào nhé. Khi phần hành thơm rồi các bạn sẽ cho thịt vào để mình xào qua lên. Xào cho cái phần thịt nó thăm lại các bạn nhé.
Khi cái phần thịt mình xào đã xong rồi, các bạn sẽ cho phần hạt dẻ cho mình. Nước dừa các bạn nhé. Khi cái phần nước nó xâm xấp thịt như thế này là được, các bạn sẽ kho cho mình. Khi nào phần thịt mềm là được nhé. Khi cái phần thịt này đã sôi rồi, các bạn sẽ nho nhỏ lửa cho mình nhé, để cho nó cạn, nó ngấm vào thịt và để cho nó mềm cái phần thịt kho này nhé. Các bạn kiểm tra nhé, xem cái nồi nước kho này của mình vừa chưa. Hơi nhạt ạ, mình cho thêm một chút muối nữa. Kho thêm nhé, để cho cái phần nước này nó cạn bớt đi ạ. Vừa rồi đấy ạ. Các bạn sẽ cho mình ớt vào nhé. Ớt nó khô một chút các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho phần hành lá vào. Để cung độ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ múc cái phần thịt kho nhá. Thịt kho hạt dẻ ra để có thể thưởng thức được các bạn. Các bạn có thể ăn những cái món ăn lạ miệng như thế này mà hạt dẻ lại bùi bùi ngọt ngọt, ăn rất là ngon nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong là món thịt heo kho hạt dẻ rất là ngon như thế này nhé. Mình mời các bạn thưởng thức món ăn với mình ạ. Hạt dẻ rất là bùi thơm ngọt, ăn lại rất là ngon nhé. Món này thì ăn với cơm thì hết ý ạ. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngon miệng ạ.